xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và khi mà video này up lên thì mình nghĩ là các em 2K3 bắt đầu có kết quả thi đại học và các em đang rụng rịch để chọn trường này kia. Thì mình mong tất cả mọi người đều có được kết quả như mong muốn. Có một số bạn nó sẽ quyết định học tại nhà, tại cái khu vực mình đang sinh sống. Có một số bạn sẽ quyết định là một cái tỉnh khác, một cái địa phương khác để học. Mình có một cái video nói về vấn đề là nên học đại học tại địa phương hay là nên đi nơi khác. Như là mình đi là học đại học tại Đà Lạt hay là đi Sài Gòn thì mình sẽ để link nó ở đây nếu như các bạn có nhu cầu thì tham khảo nha. Và video này sẽ là video nói về vấn đề tìm phòng trọ. Đó là một cái rất là khó khăn và rất là khá quan tâm khi mà chúng ta từ quê nhà của mình đã ở bao nhiêu năm á, mình ra một địa phương mới lạ lùng này kia. Và tìm trọ ở đây kể cả bao gồm tìm phòng trọ để ở, có nghĩa là các bạn sẽ tìm cái phòng trọ và các bạn tự tới ở, hoặc là các bạn tìm người ở ghép. Các bạn muốn đi ở ghép là vô một cái phòng nó có sẵn người rồi, có mọi đồ đạc rồi, các bạn dọn vô ở hoặc là gì đó. Nhưng mà đại loại là những người xa lạ ở với nhau thì các bạn cũng có thể tìm thông qua những cái kênh mà mình chia sẻ dưới đây. Đầu tiên đó là Facebook. Đặc biệt là trong cái trường hợp này, các bạn đi học đại học xong rồi xa nhà, trường nào cũng sẽ có những cái trang, những cái group, những cái fanpage để hỗ trợ học sinh của cái trường đó. Ví dụ như mình sẽ có là hỗ trợ sinh viên đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh này đó, trong đó sẽ đăng lên cần cho thuê phòng trọ bao nhiêu, giá điện nước này kia. Thì đa số mọi thông tin up lên nó sẽ hơi mơ hồ, rồi các bạn tưởng tượng cái phòng trọ đó nó ở đâu, diện tích thế nào, điện nước ra sao. Nhưng mà mình phải tới đó mình hỏi thêm, mình có thêm nhiều vấn đề nữa, và những vấn đề đó như thế nào thì mình sẽ để ở một video sau. Nhưng mà đầu tiên là các bạn hãy đừng có bỡ ngỡ, đừng có sợ gì hết, cũng đừng sợ lừa đảo gì quá, hãy vào Facebook, sau đó là ấn tên trường nhìn ra thì những cái group chuyên về tuyển dụng nè, thực tập nè, hỗ trợ sinh viên và phòng trọ nó sẽ hiện ra. Các bạn hãy từ từ tham gia những cái group đó để một cái sự lựa chọn hợp lý nhất. Cái thứ hai đó là Chợ Tốt. Thì Chợ Tốt là một cái app mà hồi đó mình cũng đã dùng để tìm phòng trọ ở ghép, mình cảm thấy không hợp lắm thì mình tính đi ra ngoài ở ký túc xá. Đó là do điều kiện, có nói chung có nhiều vấn đề, nhưng mà trên Chợ Tốt thì các bạn cũng sẽ phải xem như là trên Facebook. Có điều thì Chợ Tốt nghe nó như vậy thì một số bạn thì nghĩ là trên nó bán xe, bán nhà, bán cửa thôi, nhưng mà thật ra nó cũng có phòng trọ ở trên đó. Nó cũng sẽ yêu cầu là phải cung cấp hình ảnh lên này kia thì mới được đăng tin lên, nên là các bạn xem trên đó thì độ tin cậy của nó cũng sẽ tăng 30-40%, còn những cái phần trăm còn lại thì mình phải tới tận nơi để xem nha. Mình hay thấy một trường hợp rất là điển hình, đó là những cái nhà mà người ta có cho thuê phòng trọ, người ta sẽ để một cái biển bự rằng cái nhà là cho thuê phòng trọ, cho thuê phòng trọ chỉ cho nữ thuê, hoặc là chỉ cho sinh viên thuê, hoặc là chỉ cho nam thuê. Thì đó là những cái nhà mà thực sự người ta có nhu cầu và có phòng trọ muốn cho thuê. Nếu như các bạn đi ngang, các bạn thấy cái khu vực địa lý này thích hợp, cái chủ nhà nhìn ô cũng được, cái nhà cửa rồi hướng rồi này kia, nếu các bạn tin vào phong thủy tâm linh á, các bạn đi hợp thì hãy vô đó hỏi trực tiếp và có thể bàn bạc về giá cả này kia. Thì đó là những cái nhà mà người ta thực sự có nhu cầu muốn cho thuê. Và đừng ngại nha, tại vì khi mà chủ nhà đã dán cái biển cho thuê, chủ nhà cũng muốn cho thuê, và mình muốn là người muốn đi tìm phòng thuê, mặc dù là rất khách quê người, nhưng mà mình hãy cứ tự tin lên để vô đó hỏi. Tại vì mình chỉ vô hỏi hợp thì ở, không thì thôi, chứ không có gì hết, nên là đừng có quá lo lắng và ngại ngùng nha. Cái phương tiện rất là tốt nữa mà mình đã tìm được một cái phòng trọ ở trong gần 2 năm, đó là bạn bè. Thì hồi mình mới tới, mới xuống Sài Gòn đó, là bạn bè của mình chưa nhiều lắm, mình chỉ chơi với một nhóm bạn mà hay là bạn tập trung với nhau. Xong rồi các bạn sẽ có những lúc mà các bạn trò chuyện về phòng trọ ta tốt thì kia, mình nghe thấy hợp lý, ở đó vẫn còn một cái chỗ. Thì bạn ơi, bạn hỏi giúp mình là ở đó còn chỗ không, mình muốn vô ở đây kia. Xong rồi bên nó kêu là con, rồi mình vô đó mình đỡ. Rồi mình đã có nhiều bạn mới, mình đã có những khoảng thời gian tươi đẹp. Thì thông qua bạn bè nó là một cái kênh khá là uy tín. Tại vì thứ nhất, bạn bè sẽ giới thiệu cho bạn, nó dựa trên cơ sở là bạn ấy biết về cái chỗ đó, bạn ấy đã ở rồi, hoặc là đã có người thân quen ở rồi và nói là ở được. Tại vì khi mà giới thiệu á, thì thường á, mình sẽ đảm bảo là cái sự giới thiệu của mình nó cũng phải có một cái tầm 50-60 là chính xác và hợp lý với cái người bên kia thì mình mới giới thiệu, đúng không? Nhưng mà lúc mà mình từ xa xuống á, thì bạn bè mình chưa nhiều, nên là mình phải cố gắng từ từ mình tiếp cận, mình xem là bạn nào mà mình thấy chơi hợp đó thì tụi mình tạo một nhóm với nhau, xong rồi mình đi kiếm chỗ ở, mình bắt chuyện, mình mới tới mình làm quen. Bạn ơi, bạn xuống rồi, bạn đi được chỗ chưa này kia, thì nó cũng là một cái rất là hợp lý. Có một điều lưu ý đó là tuyệt đối các bạn không xem những cái quảng cáo ở trên cột điện nha. Mình biết đó là đó có người này người kia, cột điện thì cũng có cột điện this, cột điện that, nhưng thực sự là mình khuyên các bạn là không nên tin những cái quảng cáo ở trên đó, tại vì nó
khả năng rất là cao là tiền mất tật mang. Và mình mới xuống á, kiểu dân địa phương ở Long người ta nhìn là người ta biết mình mới xuống liền rồi, thì nó có rất là nhiều chiêu trò lừa đảo mánh khóe. Thậm chí là có nhiều chỗ mà người ta không có phòng trọ gì hết, nhưng mà người ta hay đến kia có, xong rồi người ta giả vờ những cô con rồi mất cặp rồi này kia. Rất là nhiều chuyện lừa đảo mà mình sẽ kể ở những cái video sau. Ở trên là một số cách để có thể tìm được phòng trọ khi mà chúng ta ở đất khách quê người. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật nhiều hơn nữa. Và nhớ cái chuông nghe, mình sẽ cố gắng ra video mới vào mỗi tuần. Và tạm biệt mọi người.